cân nhỉ? 6 cân. Bò đi ra không đánh tách chân. Đây, đi ra đừng có đứng vào mồm nó vẩy cho đấy. Con vượn này. Đã màn chưa? Còn con nữa em ơi, hai con đấy. Tao bảo tao bắt cho mày xem. Ui xấu quá. Còn con nữa. Ê, đây 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 kia. Đây đây. Nhìn chưa, nhìn chưa? Ấy, hai con nhìn. Ba con. Nhìn hai con trước, ba hai con trước đi. Đây đây nó bơi ra chân anh rồi. Ui, đứa con nào? Đây, hai con đây này. Bắt hai con này đi. Bắt hai con này đi. Đây bay này. Đây bao ba con chết cả ba rồi. Để xem nó đây. Đây một con thôi. Còn một con trên chết cạn nữa. Đây một con này nữa, con đây. Đây này một con đây này, bắt này. Đây con này nữa này, em bắt con này đi. Con này to lắm, con này 7 8 cân. Ui. Có con nữa. Thật thi con nữa đây. Chân mày cẩn thận đấy. Đấy, nó trên này. Tí em tí. Sơ, xem nó đâu. Quay pha xử lý thần thánh không? Có. Cắm đầu đúng rồi, chết rồi. Con này không chưa rồi. Nó sơ ngang vọt phát chạm hết ngay mà. Con gì á? Con đen. Con tẹo. Bật nhà tụi anh luôn, không lo vậy chưa. Con vượn nữa đấy. Con mày chết hai con thôi. Con ở trên xa điện nó là nù nù ra. Có nó ba con, nhìn thấy ba rõ ba con rồi. Ba nó vừa cái chụp ảnh. Con đấy em nghĩ ngầm ngập, con đấy chết rồi. Con này hai con đấy chết đầu tiên đúng không? Con anh thức sơ chân thử. Hai con chết đầu tiên. Sơ gà nó cắm đầu lắm. Ôi đây đây đây. Chết rồi. Đấy. Há mồm đẹp đự luôn. Phát nằm xuôi anh chú đấy. Phát nằm ba đài. Con này bé, con này 4 cân này. Anh chú. Phát nằm xuôi ra, xuôi nằm xuôi đây. Đây, anh em xem. Dã man luôn. Nhìn cá chuối sộp này. Con gì nữa? Nhanh. Ấy ấy. Chấm. Cá nhiều. Đây đây, đằng sau là con nữa này. Đây, đoạn này này. Đây này. Đó. Phà. Điện nó ra đúng không? Phà xử lý thần thánh. Nó ăn hết cá rồi. Bắt mấy con cắm vào đi, không à. Kia nó phê điện. Đây bắt ba con này đi. Mong một cái xuống nhá. Ờ. Như này. Để kéo thuyền nữa là. Đấy ba con. Ô để mắt không, để mắt. Ở đây. Ba con nhìn thấy đuôi chưa? Để xong anh dừng video anh gọi anh tiệm ra anh lấy cá này. Cắm. Nhanh lên. Đây con đuôi đỏ là con gì đuôi đỏ đây? Đó ơi, đó. Đây là thành côn nhá. Ui trời đỏ to thế. Con nữa đây. Đấy nó chỉ 4-5 con rồi. Anh thích đeo cặp em để mắt cá luôn chứ. Đây đeo cổ anh nha. Đeo cổ anh nha. Ô thuyền cá rồi. Ui con cá môi còng to quá. Em bắt vào cá. Đây đeo cổ anh nha. Rồi. Đây. Cắm cọ. Bắt đi. Kéo ra điện. Còi nó ra điện đúng không? Đánh ra ngộ, bấm to tay. Dùng nước bắt hết, dùng nước rửa đi. Dùng nước dây cho sạch. Kéo. Con gì to thế? Đây. Kia. Đấy, chết rồi. Mò đi. Mò đi. Chui đỏ sao? Chui đỏ đúng không? Rửa sạch đất bùn đi, nó chết. Đây con nữa này. Đây chui đỏ này. Hai chui đỏ to lắm. Du thuyền ở sao em ơi?
Đó, này nhá. Sống à? Chuyên cá này. Á cứt. Bây giờ du thuyền ra đi, du thuyền vào bờ đi. Thôi đánh những người đã. Để bảo anh ra anh chở cá về đã. À, cậu có du thuyền lên bờ đây, du đâm vào bờ đây. Tạ cá rồi đấy, ít gọi rồi. Tắt đi chụp anh kia ông cửa vậy.